Các bạn lưu ý, tên kỳ thủ để bên bảng màu nào sẽ cầm quân màu đó. Cân thưởng quay bảng cờ của kỳ thủ được quan tâm hơn về phía các bạn dù kỳ thủ đó cầm quân đỏ hay đen để tiện việc theo dõi. Chứ 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 Chứ
吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 将军 吃 将军 吃 将军 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 Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Mời các bạn bấm like, comment,
chia sẻ để kênh phát triển nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.